Xin chào các anh chị và các bạn. Đời sống của con người rất quan trọng ở chỗ là chúng ta muốn nhận được phước lành và không ai muốn nhận tai vạ hay là sự rủa sả. Vì thế mà hôm nay tôi sẽ trưng dẫn một đoạn kinh thánh được chép lại ở sách Phục Truyền Luật Lệ Ký theo bản dịch truyền thống của Tin Lành. Người Công giáo gọi là sách Đệ Nhị Luật đó. Thì tại Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 28 từ câu 1 tới câu 68, khi mà Jehovah Đức Chúa Trời truyền cho Môi-se, vốn là lãnh tụ của dân Do Thái lúc bấy giờ, những điều dạy dỗ này, và Môi-se phải truyền lại cho toàn bộ dân Do Thái được biết, và đó cũng là cái sự dạy dỗ cho toàn bộ nhân loại của chúng ta. Nội dung rất đầy đủ liên quan đến phước lành và sự rủa sả. Cho nên xin mời các anh chị và các bạn lắng nghe và có sự lựa chọn đúng cho đời sống của mình, nhất là trong tình hình dịch bệnh, thiên tai khắp nơi hiện nay. Nội dung được chép lại trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, đoạn 28 từ câu 1 đến câu 68, như thế này. Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Jehovah Đức Chúa Trời ngươi cách trung thành, cẩn thận làm theo mọi điều răn của Ngài mà ta truyền cho ngươi ngày nay, thì Jehovah Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban cho ngươi sự trỗi hơn mọi dân trên đất. Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, này là mọi phước lành sẽ giáng xuống trên mình ngươi. Ngươi sẽ được phước trong thành và được phước ngoài đồng ruộng. Bông trái của thân thể ngươi, hoa quả của đất ruộng ngươi, sản vật của sinh súc ngươi, luôn với lứa đẻ của bò cái và chiên cái ngươi đều sẽ được phước. Cái giỏ và thùng nhồi bột của ngươi đều sẽ được phước. Ngươi sẽ được phước trong khi đi ra và sẽ được phước trong khi đi vào. Đức Giê-hô-va sẽ làm cho kẻ thù nghịch dấy lên cùng ngươi bị đánh bại trước mặt ngươi. Chúng nó sẽ do một đường ra đánh ngươi, rồi do bảy đường chạy trốn trước mặt ngươi. Đức Giê-hô-va sẽ khiến phước lành ở cùng ngươi tại trong kho lúa và trong các công việc của ngươi. Ngài sẽ ban phước cho ngươi trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi. Nếu ngươi gìn giữ những điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi và đi theo đường lối Ngài, thì Đức Giê-hô-va sẽ lập ngươi làm một dân thánh cho Ngài, y như Ngài đã thề cùng ngươi. Muôn dân của thế gian sẽ thấy rằng ngươi được gọi theo danh Đức Giê-hô-va và chúng nó sẽ sợ ngươi. Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ làm cho ngươi được của cải nhiều dư dật, khiến cho hoa quả của thân thể ngươi, sản vật của sinh súc và bông trái của đất ruộng ngươi được sanh nhiều thêm trong xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề cùng các tổ phụ ngươi để ban cho ngươi. Đức Giê-hô-va sẽ vì ngươi mở trời ra là kho báu của Ngài, đặng cho mưa phải thì giáng xuống đất và ban phước cho mọi công việc của tay ngươi. Ngươi sẽ cho nhiều nước vay, còn ngươi không vay ai. Nếu ngươi nghe theo các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà ngày nay ta truyền cho ngươi gìn giữ làm theo, và nếu không lìa bỏ một lời nào ta truyền cho ngươi ngày nay mà xây qua bên hữu hoặc bên tả, đặng đi theo hầu việc các thần khác, thì Đức Giê-hô-va sẽ đặt ngươi ở đằng đầu chứ chẳng phải đằng đuôi. Ngươi sẽ ở trên cao luôn luôn chứ chẳng hề ở dưới thấp. Nhưng nếu ngươi không nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, không cẩn thận làm theo các điều răn và luật pháp của Ngài mà ta truyền cho ngươi ngày nay, thì này là mọi sự rủa sả sẽ giáng xuống trên mình ngươi và theo kịp ngươi. Ngươi sẽ bị rủa sả ở trong thành và ngoài đồng ruộng. Cái giỏ và thùng nhồi bột của ngươi cũng bị rủa sả. Hoa quả của thân thể ngươi, bông trái của đất ruộng ngươi, luôn với lứa đẻ của bò cái và chiên cái ngươi đều sẽ bị rủa sả. Ngươi sẽ bị rủa sả khi đi ra và lúc đi vào. Vì cớ ngươi làm điều ác và lìa bỏ Đức Giê-hô-va, nên trong mọi công việc ngươi bắt tay làm, Ngài sẽ khiến giáng cho ngươi sự rủa sả, kinh khủng và hăm dọa cho đến chừng nào ngươi bị hủy diệt và chết mất vội vàng. Đức Giê-hô-va sẽ khiến ôn dịch đeo đuổi ngươi cho đến chừng nào nó diệt ngươi mất khỏi đất mà ngươi sẽ vào nhận lấy. Đức Giê-hô-va sẽ lấy bệnh lao, bệnh nóng lạnh, bệnh phù, sự nắng cháy, sự hạn hán, binh đao và sâu lúa mà hành hại ngươi, khiến cho các nỗi đó đuổi theo ngươi cho đến khi ngươi bị chết mất. Các tầng trời ở trên đầu ngươi sẽ như đồng và đất dưới chân ngươi sẽ như sắt. Thay vì mưa, Đức Giê-hô-va sẽ khiến cát và bụi từ trời xa xuống trên đất ngươi cho đến chừng nào ngươi bị hủy diệt.
Đức Giê-hô-va sẽ khiến ngươi bị những kẻ thù nghịch mình đánh bại. Ngươi sẽ do một đường ra đánh chúng nó, rồi do bảy đường chạy trốn trước mặt chúng nó. Ngươi sẽ bị xô đùa đây đó trong khắp các nước của thế gian. Thầy ngươi sẽ làm đồ ăn cho chim trên trời và thú dưới đất. Không ai đuổi chúng nó đi. Đức Giê-hô-va sẽ giáng cho ngươi ghẻ chóc của xứ Ê-díp-tô, trĩ lậu, ghẻ ngứa và lác mà ngươi không thể chữa lành. Lại giáng cho ngươi sự sửng sốt, sự đuôi mù và sự lãng trí. Đương buổi trưa ngươi sẽ đi rờ rờ như kẻ mù trong tối tăm. Ngươi không được may mắn trong công việc mình, hằng ngày sẽ bị hiếp đáp và cướp giật, chẳng ai giải cứu cho. Ngươi sẽ làm lễ hỏi một người nữ nhưng một người nam khác lại nằm cùng nàng. Ngươi cất một cái nhà nhưng không được ở. Ngươi trồng một vườn nho, song không được hái trái. Con bò ngươi sẽ bị giết trước mặt ngươi, song ngươi không được ăn thịt nó. Lừa ngươi sẽ bị ăn cắp hiện mắt ngươi, nhưng không ai trả nó lại. Chiên ngươi sẽ bị nộp cho kẻ thù nghịch, nhưng ngươi không có ai giải cứu nó. Các con trai và con gái ngươi sẽ bị nộp cho dân ngoại bang có mắt ngươi thấy. Hằng ngày hao mòn vì trông mong chúng nó, song tay ngươi không còn sức cứu vớt. Một dân tộc mà ngươi chưa hề biết sẽ ăn lấy thổ sản và mọi công lao của ngươi. Ngươi sẽ bị hiếp đáp và giày đạp không ngớt, trở nên điên cuồng và cảnh tượng mắt mình sẽ thấy. Đức Giê-hô-va sẽ giáng cho ngươi một thứ ung độc tại trên đầu gối và chân không thể chữa lành được. Tự bàn chân chí chót đầu, Đức Giê-hô-va sẽ dẫn ngươi và vua mà ngươi đã lập trên mình đến một nước mà ngươi và tổ phụ ngươi chưa hề biết. Ở đó, ngươi sẽ hầu việc các thần khác bằng cây, bằng đá. Trong các dân tộc mà Đức Giê-hô-va sẽ dẫn ngươi đến, ngươi sẽ thành một sự kinh hãi, tục ngữ và tiếu đàm. Ngươi sẽ đem gieo nhiều mạ trong ruộng mình, nhưng mùa gặt lại ít, và sẽ bị cào cào, ăn sạch. Ngươi trồng nho, song không được uống rượu và không gặt hái chi hết, vì sâu bọ sẽ ăn phá đi. Ngươi sẽ có cây ô liu trong cả địa phận mình, nhưng lại không được sức dầu vì cây ô liu sẽ rụng trái. Ngươi sẽ sanh con trai và con gái, nhưng chúng nó không thuộc về ngươi, vì chúng nó sẽ bị bắt làm mọi. Con rầy sẽ ăn hết cây cối và thổ sản của ngươi. Khách lạ ở giữa ngươi sẽ lướt trên ngươi hằng ngày càng cao, còn ngươi lại hạ xuống càng ngày càng thấp. Họ sẽ cho ngươi vay, còn ngươi chẳng hề cho vay lại. Họ sẽ ở đằng đầu, còn ngươi ở đằng đuôi. Hết thảy những sự trúc rủa xả này sẽ giáng trên ngươi, đuổi ngươi và theo kịp, cho đến chừng nào ngươi bị hủy diệt bởi vì ngươi không có nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi và không giữ các điều răn và luật lệ mà Ngài truyền cho ngươi. Các sự rủa xả này sẽ ở trên mình ngươi và trên dòng dõi ngươi như một dấu kỳ sự lạ đến đời đời. Bởi trong lúc dư dật mọi điều, ngươi không vui lòng lạc ý phục sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Cho nên trong lúc đói khát, trong lúc trần truồng và thiếu thốn mọi điều, ngươi sẽ hầu việc kẻ thù nghịch mà Đức Giê-hô-va sai đến đánh ngươi. Họ sẽ tra ách sắt trên cổ ngươi cho đến chừng nào tiêu diệt ngươi. Đức Giê-hô-va sẽ từ nơi xa, từ địa cực khiến dấy lên nghịch cùng ngươi một dân tộc bay như chim ưng, tức là một dân tộc ngươi không nghe tiếng nói được. Một dân tộc mặt mày hung ác, không nể vì người già, chẳng thương xót kẻ trẻ, ăn sản vật của súc vật ngươi, hoa quả của đất ruộng ngươi cho đến chừng nào ngươi bị tiêu diệt. Nó không chừa lại ngũ cốc, rượu, dầu hay là lứa đẻ của bò và chiên ngươi cho đến chừng nào đã tiêu diệt ngươi đi. Dân đó sẽ vây ngươi trong các thành của cả xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi, cho đến chừng nào những vách cao lớn và vững bền kia mà ngươi nhờ cậy đó sẽ bị ngã xuống. Trong lúc bị vây và khi quân nghịch làm cho túng thế cùng đường, ngươi sẽ ăn hoa quả của thân thể mình, tức là ăn thịt của con trai và con gái mình mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi, trong lúc ngươi bị quân nghịch vây tại các thành mình làm cho cùng đường túng thế. Người nam nào nhu nhược và yếu ớt hơn hết trong các ngươi sẽ ngó giận anh em mình. Vợ yêu dấu và con cái mình còn lại, không chịu cho ai trong bọn đó thịt của con cái mình mà người sẽ ăn. Bởi mình không còn chi hết. Trong lúc ngươi bị quân nghịch vây tại các thành mình, làm cho cùng đường túng thế, người nữ nào non nớt và mảnh khảnh hơn hết trong các ngươi vì sự yếu điệu hay là sự sắc sảo mình, vốn không đặt bàn chân xuống đất sẽ nhìn giận chồng rất yêu của mình, con trai và con gái mình. Bởi cớ nhau bọc ra từ trong bụng và những con cái mình sanh đẻ, vì trong cơn thiếu thốn mọi điều, nàng sẽ ăn nhẹm chúng nó. Nếu ngươi không cẩn thận làm theo các lời của luật pháp này, ghi trong sách này, không kính sợ danh vinh hiển và đáng sợ này là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi.
thì Đức Giê-hô-va sẽ giáng cho ngươi và dòng giống ngươi những tai vạ lạ thường, lớn lao và lâu bệnh, những chứng độc, bệnh hung. Ngài sẽ khiến giáng trên ngươi các bệnh hoạn của xứ Ai Cập mà ngươi đã run sợ đó, và nó sẽ đeo dính theo ngươi. Vả lại, các thứ chứng bệnh và tai vạ không có chép trong sách luật pháp này thì Đức Giê-hô-va cũng sẽ khiến giáng trên ngươi, cho đến chừng nào ngươi bị tiêu diệt đi. Số các ngươi vốn đông như sao trên trời, nhưng vì không có nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, nên chỉ sẽ còn lại ít. Hãy Đức Giê-hô-va lấy làm vui mà làm lành và gia thêm các ngươi thể nào, thì Đức Giê-hô-va cũng sẽ lấy làm vui mà làm cho các ngươi hư mất và tiêu diệt các ngươi thể ấy. Các ngươi sẽ bị truất khỏi xứ mà mình vào nhận lấy, và Đức Giê-hô-va sẽ tản lạc ngươi trong các dân, từ cuối đầu này của đất đến cuối đầu kia. Tại đó ngươi sẽ hầu việc các thần khác bằng cây và bằng đá mà ngươi cùng tổ phụ ngươi không hề biết. Trong các nước ấy ngươi không được an tịnh, bàn chân ngươi không được nghỉ ngơi. Nhưng tại đó Đức Giê-hô-va sẽ ban cho ngươi một tấm lòng run sợ, mắt mờ yếu và linh hồn hao mòn. Sự sống ngươi vẫn không chắc trước mặt ngươi, ngày và đêm ngươi hằng sợ hãi, khó liệu bảo tồn sự sống mình. Bởi cớ sự kinh khủng đầy dẫy lòng ngươi và bi cảnh mắt ngươi sẽ thấy, nên sớm mai ngươi sẽ nói, chớ chi được chiều tối rồi. Chiều tối ngươi sẽ nói, ước gì được sáng mai rồi. Đức Giê-hô-va sẽ khiến ngươi đi tàu trở lại xứ Ai Cập bởi con đường mà trước ta đã nói, ngươi không thấy nó nữa. Ở đó ngươi sẽ đem bán mình cho kẻ thù nghịch làm nô và tỳ, nhưng không có ai mua. Đây là đoạn kinh thánh được ghi lại trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, đoạn 28 từ câu 1 đến câu 68. Khi các anh chị suy ngẫm đoạn kinh thánh này, dĩ nhiên các anh chị sẽ thấy kinh thánh chứa đựng nhiều ý nghĩa sâu nhiệm và được sử dụng loại ngôn ngữ phù hợp với cách đây nhiều ngàn năm liên quan đến tài sản hay là những vật thuộc sở hữu của dân Do Thái. Đức Chúa Trời thần cảm để cho những người viết kinh thánh sử dụng cái nguyên tắc ngôn ngữ đó để ngày hôm nay chúng ta vẫn có thể hiểu được. Ví dụ như khi nói tới những con bò, con lừa, thì những con bò, con lừa đó trước đây nhiều ngàn năm, nó là một cái hình thức chăn nuôi, nông nghiệp thuộc về tài sản của người Do Thái, và chúng ta vẫn hiểu nó trong phạm trù của tài sản. Chứ không phải chúng ta hiểu sai đi rằng, ô, Ngài nói tới con bò, con lừa sẽ bị chết, sẽ bị bệnh này nọ, nhưng mà tôi đâu có nuôi bò, đâu có nuôi lừa, cho nên không có liên quan tới tôi. Không phải như vậy. Đó chỉ là cái hình thức diễn đạt của ngôn ngữ kinh thánh cho biết là cái khái niệm về tài sản. Nếu ngày xưa nó là con bò, con lừa, thì ngày hôm nay có thể là chiếc xe hơi, hay là cái nhà, hay là bất kỳ những cái gì thuộc về của cải của chúng ta. Tôi nói thêm như vậy để khi các anh chị nghe lại nội dung của đoạn này, chúng ta thay đổi ngôn ngữ của nó trong cái sự hiểu của chúng ta cho phù hợp với thế giới ngày hôm nay. Và cái nguyên tắc dạy dỗ của Kinh Thánh không hề thay đổi. Nhưng mà ngôn ngữ thì có thể thay đổi, nhưng mà ý nghĩa của nó vẫn là như vậy. Cho nên anh chị em và các bạn vừa nghe qua hai nội dung của thông điệp. Một liên quan đến phước lành và một liên quan đến sự rủa sả hay tai vạ. Phước lành từ trời thì thật là tuyệt vời, nhưng mà sự rủa sả từ trời thì thật là kinh khiếp. Chúng ta biết là đời sống cũ của chúng ta ai cũng có sự vi phạm, xứng đáng với sự rủa sả hơn là phước lành. Nhưng tạ ơn Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã tha tội cho chúng ta nhờ sự chịu chết thay của con một Ngài là Chúa Giê-xu, để chúng ta bỏ qua đời sống cũ tội lỗi đó và được biến đổi thành con người mới, được khôi phục lại địa vị phước hạnh. Đó là được làm con của Đức Chúa Trời. Và xin mời anh chị em hãy lắng nghe sứ đồ Phi-e-rơ viết trong thư tín gửi cho các tín hữu ở địa chỉ thư tín Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 9 như sau. Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Anh em ngày trước không phải là một dân, mà bây giờ là dân Đức Chúa Trời. Trước không được thương xót, mà bây giờ được thương xót. Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 9 câu 10. Hay là sứ đồ Phao-lô có nhắc nhở và khẳng định như sau: vậy thì Đức Chúa Trời đã bỏ qua các đời ngu muội đó, mà nay biểu hết thảy các người trong mọi nơi đều phải ăn năn. Đoạn này được chép lại ở Công vụ 17
câu 30. Điều cốt lõi là chúng ta phải ăn năn tội lỗi của mình và trở lại với sự thật. Đối với những ai lựa chọn việc được ban phước, thì đoạn vừa rồi cho biết sự phước hạnh của người đó được khôi phục lại rồi nhờ huyết chuộc tội của Chúa Giêsu. Chúng ta đang chờ đợi đến kỳ thế gian này được thay thế để bước vào vương triều phước hạnh và bình an đó. Thậm chí khi chưa tới thời kỳ đó, hiện tại đời sống của chúng ta cũng tràn đầy phước hạnh và bình an thật, không giống như bình an mà thế gian vẫn hằng tìm kiếm. Chúng ta nghe văn phong của bản dịch Kinh Thánh. Một lần nữa tôi nhắc lại là do được dịch theo ngôn ngữ tiếng Việt truyền thống trước đây của miền Trung, nên có vài từ có thể anh chị em và các bạn nghe nó hơi lạ lẫm. Nhưng mà nghe đi nghe lại, tra cứu một chút, một vài từ ngữ thì các bản dịch hiện, so với các bản dịch hiện đại thì các anh chị sẽ dễ dàng hiểu rõ hơn. Và như vậy thì sự lựa chọn là nhiệm vụ của các anh chị. Tôi cũng không quên kêu gọi các giáo hội mang danh đạo Chúa hay được gọi là cơ đốc giáo. Hãy từ bỏ tính lý giả Đức Chúa Trời Ba Ngôi hay Đức Chúa Trời Mẹ. Các giáo lý đó không có trong quyển Kinh Thánh mà quý vị vẫn cầm ở trên tay. Hãy trở về với lẽ thật của Kinh Thánh. Nếu hôm nay quý vị nhận được sự nhận biết này, hãy cầu nguyện như vậy. Đây là nội dung cầu nguyện tôi gợi ý, tôi nhắc lại tôi gợi ý cho những người chưa biết Chúa, chứ không phải là một công thức nhé. Đương nhiên quý vị có thể thưa với Jehovah Đức Chúa Trời sự được cảm động trong lòng mình. Còn chưa biết thì đây là nội dung mà tôi gợi ý. Các anh chị hãy ngước mắt lên trời mà nói như thế này. Kính thưa Jehovah Đức Chúa Trời là đấng đang ngự trên trời. Xin hãy tha tội cho con. Những tội con phạm từ trước tới nay, hôm nay con cầu xin sự tha thứ. Thông qua huyết cứu chuộc của Chúa Giêsu, con một của Ngài. Đấng đã vì tội lỗi con mà trải qua sự chết. Đến ngày thứ ba đã được Ngài làm cho sống lại và hiện đang ngồi bên hữu của Jehovah Đức Chúa Trời. Con xin đón nhận sự tha thứ theo đúng chương trình Ngài đã lập. Xin ban cho con sự sống đời đời khi tới kỳ. Con nguyện chỉ thờ phượng duy nhất Jehovah Đức Chúa Trời và sống theo sự dạy dỗ của Ngài trong 10 điều răn từ đây về sau. Con hết lòng cầu nguyện nhân danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Nếu các anh chị hết lòng tin vào nội dung cầu nguyện và ngước mắt lên trời làm đúng theo như vậy, hãy tin rằng tội lỗi của các anh chị đã được tha. Và tôi cầu xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời tuôn đổ trên các anh chị khi các anh chị hết lòng ăn năn và vâng giữ những sự dạy bảo của Ngài. Xin thân ái kính chào các anh chị.